ngày 18 tháng 8 năm 2020, Bộ phận Thường trực Đặc biệt Chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là trường hợp mắc COVID-19 tử vong thứ 25 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Cụ thể như sau, bệnh nhân 698, bệnh nhân nữ 51 tuổi, địa chỉ phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Tiền sử, ung thư buồng trứng di căn ổ bụng, sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu, đã cắt thận trái. Bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, được chẩn đoán viêm phổi do COVID-19, nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trên bệnh nhân ung thư buồng trứng di căn thành bụng, sỏi thận đã cắt thận trái. Như vậy, tính đến thời điểm này, có 25 trường hợp mắc COVID-19 ở nước ta tử vong từ đầu vụ dịch đến nay.